Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019 vào tối 27 tháng 12 năm 2018. Sau đây là những con số đáng chú ý về các tuyển thủ Việt Nam. Đội tuyển có 7 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên, bao gồm những cái tên thủ môn Đặng Văn Lâm, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Quế Ngọc Hải, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ biên Đoàn Văn Hậu, hậu vệ biên Hồ Tấn Tài và trung vệ Nguyễn Thành Trung. Độ tuổi trung bình trẻ nhất tại Asian Cup 2019, 23 tuổi. Cầu thủ thấp nhất Trần Minh Vương cao 1m65. Cầu thủ cao nhất Đặng Văn Lâm cao 1m86. Cầu thủ nặng cân nhất Quế Ngọc Hải nặng 77kg. Cầu thủ nhẹ cân nhất Phan Văn Đức nặng 58kg.